Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Đối thủ của Toyota Camry 2022 đã về tới đại lý với giá bán hấp dẫn và có trang bị dẫn đầu phân khúc. Hiện nay đối thủ của Toyota Camry 2022 vừa chính thức được đưa về tới đại lý với diện mạo cuốn hút cùng với giá bán rất hấp dẫn. Vào ngày 25 tháng 1, mẫu sedan hạng D Honda Accord 2022 đã chính thức có mặt tại các đại lý ở Indonesia chỉ sau ít ngày được giới thiệu. Ở phiên bản 2022, Honda Accord được nâng cấp trong cả thiết kế lẫn trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh lên Toyota Camry 2022. Những thay đổi rõ nét nhất trên Honda Accord 2022 nằm ở trang bị khi mẫu xe đen hạng D này được bổ sung thêm cửa sổ trời chỉnh điện, cùng với nội thất với tông màu đen ấn tượng. Bên cạnh đó, Honda Accord 2022 còn được hãng xe Nhật cung cấp thêm hệ thống đèn nội thất dạng LED cùng các chi tiết màu đen như viền cửa hay bảng điều khiển trung tâm. Ở phiên bản 2022, Honda Accord 2022 vẫn tiếp tục duy trì ngoại thất với thiết kế thể thao. Honda Accord 2022 gây ấn tượng với đường mùi thấp hơn và nắp capo dài hơn nhằm tăng thêm tính khí động học cho xe. Ở phía trước, đối thủ của Toyota Camry 2022 được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế đặc trưng của Honda và cản trước với các tính năng Active Green Shutter và Air Curtain. Ngoài ra, Honda Accord 2022 còn có thêm bánh xe hợp kim 18 in cùng bộ xả kép chrome và hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED. Ngoài những tính năng nâng cấp về trang bị kể trên, khoang cabin của Honda Accord 2022 vẫn tiếp tục sở hữu bảng điều khiển chính bao gồm màn hình bán dẫn TFT 7 in và màn hình âm thanh 8 in Đi cùng với đó là các trang bị khác như cổng sạc USB, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hỗ trợ thắt lưng khởi động động cơ từ xa, phanh đỗ điện tử gương xe có thể tự động gặp lại. Cung cấp sức mạnh cho đối thủ của Toyota Camry 2022 là khối động cơ 1.5 VTEC Turbo CVT với công nghệ Earth Dreams. Với khối động cơ này, Honda Accord 2022 có công suất lên tới 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm tại 1600 và 5000 vòng phút. Bên cạnh đó, Honda Accord 2022 còn cung cấp cho người dùng hai chế độ lái là Sport và Econ. Về tính năng an toàn, mẫu sedan hạng D Honda Accord 2022 sở hữu gói an toàn Honda Sensing với các công nghệ hiện đại như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo trạch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường Indonesia, Honda Accord 2022 được bán ra với mức giá 759 triệu Indonesia Rupi tương đương khoảng 1,198 tỷ đồng. Honda Accord 2022 vẫn sẽ tiếp tục cạnh tranh với Toyota Camry 2022 trong phân khúc sedan hạng D. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.